thật à, Bây giờ hãy nhắc lại các từ ngữ sau bằng tiếng Trung. Đừng vội, từ từ thôi. Biết chí, Thời tiết mát Thời tiết mát mẻ. Thiên chỉ khoải Đi về phía trước đại khái 200 mét. Hoàng Chiến dấu ta gai ở bãi Mỹ. Nửa tiếng đồng hồ mới tìm thấy. Bạn cái xảo sứ sẽ trào tráo. 90 百分之八九十 không thể nào làm sao có thể, 怎么可能 nào có thể, trà sách giá trừ trà trừ cốc trà, trừ cái thì giới tính nữ, nữ tính, màu sắc, Yến sắc, tuy cảm giác hơi dài màu nâu, màu nâu, yếu điểm màu Cửa màu nâu, Dung mặc lên chẳng may không vừa người làm thế nào. Trân sáng vài y bù hờ sân giờ mà bạn Kiểu dáng khác. Bía đờ khoản sử. Mặc ở trên người. tại sân sáng. Rất rẻ mà thìm phía nhỉ đó. Buồn cười quá. Họ hò xào. Làm thả lỏng không khí một chút. Chinh sung ý xà chỉ phân. Hai triệu, nguyên văn là hai trăm vạn. Ở bài hoàn. Léng bài hoàn đánh giá tốt, bình luận tốt. Khảo phính. Hai bạn. Nì mất lẻ. Ní mất lẻ cửa. Trời, trời ạ. Thiên à. Thật hay giả đấy? Chân là giả đợt.